50 năm trở lại Trường Nam, khúc trường ca vui ngày họp mặt, lắng động xôn xao nhớ về thuở trước, một thời trong gian khổ dãi dầu. 50 năm bạc trắng mái đầu, mái lá trường tranh trôi về quá vàng. Trang sách mở chập chờn pháo sáng, tiếng bom rung lớp học nhà học. Khúc hát trường ca Nam Quảng Trạch đã theo thầy trò chúng tôi suốt 50 năm qua trên mọi nẻo đường đất nước. Đến hôm nay, nhân dịp kỷ niệm 50 năm, nhiều thế hệ thầy và trò chúng tôi đã trở về thăm mái trường xưa, mái trường thân yêu cấp 3 Nam Quảng Trạch. Những tháng năm vạn sự khởi đầu nan ấy hết sức gian nan vất vả, nhưng tràn trề hứng khởi, đầy ắp ước mơ. Kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũng là dịp để chúng tôi ôn lại truyền thống vẻ vang của trường, nhìn lại thành tựu mà các thế hệ thầy và trò đã giành được, tạo động lực thúc đẩy các thế hệ nối tiếp mai sau phát huy truyền thống của nhà trường trong chiến lược vì lợi ích trăm năm trồng người. Trong niềm hân hoan phấn khởi trước cơ ngơi trường lớp khang trang hôm nay, chúng ta không sao quên được những ngày đầu gian nan vất vả của thầy và trò, của các bậc phụ huynh đã trải qua 50 năm xây dựng trưởng thành. Tháng 7 năm 1966, giữa lúc cuộc chiến tranh leo thang đánh phá miền Bắc của đế quốc Mỹ đang vào thời kỳ khốc liệt, trường cấp 3 Nam Quảng Trạch được thành lập do thầy giáo Nguyễn Quang Đăng làm hiệu trưởng, thầy Hoàng Hiếu Nghĩa làm chủ tịch công đoàn, và trường lúc đó chỉ có 14 thầy cô giáo và 283 học sinh. Trường ra đời và lớn lên trên mảnh đất vùng Nam Quảng Trạch nghèo khó nhưng hiếu học và anh hùng. Trong khói lửa của chiến tranh, trong bời bời đạn bom của kẻ thù, mỗi con chữ thầy trao đều phải vượt qua máu lửa. Nhân dân thôn Cao Cửu, xã Quảng Hòa đã chấp nhận hiểm nguy, giang tay đón nhận, chở che đứa con đầu lòng của bậc học cấp 3 mà người dân 10 xã vùng Nam Quảng Trạch đã ao ước mong chờ từ lâu. Cảm động biết bao trước mối tình nhân ái, ý thức trách nhiệm và tinh thần hiếu học, nhân dân thôn Cao Cửu đã nhường những mảnh đất của các bậc cha ông tạo dựng và đang nuôi sống gia đình để cho nhà trường làm lớp học văn phòng, đào hào lầm hầm chắc chắn để tránh đạn bom. Sau lớp học nhà hầm, một nhà văn phòng và hệ thống hầm hào là cơ ngơi đầu tiên do thầy trò và phụ huynh chung tay tạo dựng để thể hiện ý chí, quyết tâm, thời chiến. Lớp học là chiến trường, giấy bút là vũ khí, thầy trò là chiến sĩ, dạy tốt, học tốt là thắng Mỹ. Chính nơi đây, trong năm học đầu tiên gian nan vất vả, vượt qua mưa bom bão đạn của quân thù, đã xuất hiện những tấm gương học sinh vượt khó, vượt khổ, vươn lên học tập. Kỳ thi học sinh giỏi cấp 3 đầu tiên đã có 3 học sinh đạt giải cao, đó là Lê Đình Thám đạt giải nhất môn văn toàn miền Bắc, Nguyễn Hữu Trường đạt giải nhất môn văn, giải nhì môn toán cấp tỉnh, giải ba môn toán toàn miền Bắc, Lê Văn Dần đạt giải ba môn toán miền Bắc. Kỳ thi tốt nghiệp lớp 10 đạt 100%, nhiều học sinh thi đậu vào đại học, trung học chuyên nghiệp, một số học sinh xuất sắc được đi học ở các nước xã hội chủ nghĩa. Năm 1972, đế quốc Mỹ leo đến nấc thang chiến tranh tột cùng, ồ ạt đưa máy bay tàu chiến đánh phá miền Bắc, mang tính hủy diệt. Một lần nữa, thầy và trò lại cùng nhau sơ tán về xã Quảng Thủy. Lên chỗ mới, thầy và trò vào rừng tìm gỗ dựng từng phòng học tranh tre vách đất, làm sàn chống bom bi, đào sau thông hào, làm hầm chữ A bao quanh lớp học. Trong hoàn cảnh đất nước muôn vàn khó khăn, chiến tranh ác liệt, cơm không đủ no, áo không đủ mặc, dép cao su, chân đất vẫn đến trường học tập. Thời kỳ này, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quảng Thủy đã đùm bọc cưu mang,
gắn bó giúp đỡ nhà trường về mọi mặt trong suốt 6 năm dòng. Vượt lên sự khốc liệt của cuộc chiến tranh phá hoại hủy diệt, vượt lên những khó khăn thiếu thốn về vật chất, nhà trường vẫn coi trọng việc dạy và học. Phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt được phát huy cao độ. Nhờ đó, trường đã có nhiều học sinh đạt giải cao cấp tỉnh như Nguyễn Xuân Quang, Phạm Quang Trí, Đoàn Hữu Triển, Đoàn Văn Liêm. Trường cấp 3 năm Quảng Trạch được thành lập. Như vậy là ngày đầu rất là khó khăn. Như vậy là tôi là chỉ cầm cái quyết định về thành lập trường, dựa vô là huyện, rồi là nhân dân các xã, rồi là đội ngũ thầy trò, lên rừng là phải chặt cây, rồi là về làm phòng học, rồi làm các là nhà hầm để là tránh bóp đàn. Trong điều kiện đó, phải nhờ nhân dân ăn ở, rồi là cứu mang, tạo mọi điều kiện để thầy và trò học tập và giảng dạy. Về kinh phí thì như thế là hạn hẹp, cho nên có thể là toàn bộ như vậy, ngay cái phân bảng là cũng dùng đất khai ca để làm phân viết. Vậy là vợ học trò cùng trên cơ sở là lấy cái giấy cũ rồi xóa đi, tẩy mực đi thì như viết lại. Thầy trò cùng đồng cam cộng khổ học tập, đi lao động, lên rừng, rồi là để chặt cây làm trường lớp, đi lao động sản xuất. Mọi hoạt động trong nhà trường thì trong điều kiện khó khăn, nhưng về thế là được sự giúp đỡ của bà con nữa, cho nên là hoạt động giảng dạy, thể dục thể thao, tất cả cái diễn ra rất là sôi nổi. Năm 1975, đất nước hoàn toàn thống nhất, lịch sử dân tộc chuyển sang trang mới. Năm học 1979-1980, nhà trường lại được chuyển về địa điểm mới để xây dựng cơ sở vật chất ổn định lâu dài, theo phương châm trường ra trường, lớp ra lớp. Trường cấp 3 năm Quảng Trạch lại trở về với đất lành thôn Thanh Tân, xã Quảng Hòa, là nơi trung tâm của 10 xã vùng Nam, là nơi mà trong tương lai sẽ xây dựng thị tứ của vùng Nam huyện Quảng Trạch. Sau hai đợt thực hiện dự án xây dựng trường kiên cố vào các năm 1984 và năm 1998, đến nay cơ sở vật chất của trường đã khá khang trang, gồm 4 khu nhà học cao tầng với 30 phòng học, nhà văn phòng, thư viện, phòng thí nghiệm, phòng truyền thống, sân vận động và nhà ở cho giáo viên nội trú. Được sự quan tâm đúng mức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, của Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình, sự hỗ trợ của các tổ chức, các địa phương, trường được trang cấp nhiều phương tiện dạy học hiện đại. Thư viện đã được trang bị hàng vạn đầu sách các loại, phòng vi tính, phòng thí nghiệm thực hành, phòng học tiếng Anh cũng đã được đầu tư đảm bảo cho việc dạy và học theo hướng đổi mới giáo dục đào tạo. Được học tập trong ngôi trường khang trang bề thế, nhiều trang bị tiện nghi như hôm nay, tất cả các thế hệ học sinh đều ghi nhớ công lao trăn trở, liệu lo, tháo vát, chắt chiu dành dụm của các thế hệ thầy cô trong ban giám hiệu, đã từng bước tôn tạo cơ sở vật chất khang trang như các thầy Đoàn Tiến Lực, Hoàng Hiếu Nghĩa, Đinh Xuân Đạt, Đoàn Tư, Hoàng Cảnh Tân, Phạm Quốc Thành. Là học sinh của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong, em cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện khi được học dưới mái trường thân yêu này. Và điều đặc biệt, chúng em được học trong một môi trường giáo dục tốt, trong những điều kiện học tập đầy đủ. Và khi không những học được những bài học hay và làm đẹp thêm tâm hồn và kiến thức của mình, mà em còn được gặp gỡ và học tập với được nhiều bạn bè chăm ngoan, học giỏi và những người bạn thông minh, tốt bụng. Và đặc biệt là chúng em được dẫn dắt bởi những thầy cô tâm huyết với nghề. Trải qua 50 năm xây dựng, phấn đấu, rèn luyện và phát triển, các thế hệ học sinh của trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập và trau dồi vốn kiến thức của mình để không phụ lòng các thầy cô giáo và cha mẹ. Em hy vọng rằng trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để ươm mầm cho những thế hệ tương lai của đất nước. 50 năm đã trôi qua, bao thế hệ giáo viên, học sinh, phụ huynh đã cống hiến cho sự nghiệp phát triển không ngừng của trường cấp 3 Nam Quảng Trạch, trường Trung học Phổ thông số 2 Quảng Trạch.
nay là trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Suốt thời gian lịch sử ấy, đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu vượt qua muôn vàn thử thách, tất cả vì học sinh thân yêu. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt. Các thầy cô giáo sống giản dị, mẫu mực, trong sáng, có kiến thức chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Hàng trăm thầy cô giáo từ khắp mọi miền quê của đất nước đã về đây mang trái tim, khối óc và tình yêu thương học sinh của mình, đã chung tay ươm những hạt giống tốt cho đời. Và hôm nay đây, chúng ta không khỏi chạnh lòng khi nhiều thầy cô đã cống hiến suốt đời mình cho nhà trường, nay đã đi vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta càng thấm thía sự tận tâm tận lực, tất cả vì học sinh thân yêu của các thầy cô Nguyễn Quang Đăng, Trần Chấn, Hoàng Hiếu Nghĩa, Đoàn Dọc, Nguyễn Xuân Quỳ, Nguyễn Cảnh Lục, Nguyễn Văn Du, Hoàng Cảnh Tân, Phạm Quốc Thành. Chúng ta không thể nào quên những thầy cô giáo hiện nay đang say mê tích cực với trang giáo án, say mê bồi dưỡng học sinh giỏi, đổi mới phương pháp giảng dạy, hết lòng hết sức với sự nghiệp trồng người, xứng đáng là những kỹ sư tâm hồn được học sinh, phụ huynh và cả đồng nghiệp tin yêu, kính phục. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được giảng dạy tại trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Đây là ngôi trường có bề dày truyền thống dạy tốt và học tốt. Xác định được điều này, trong những năm qua, bản thân luôn ra sức phấn đấu nâng cao hơn nữa ý thức chính trị, tư tưởng, đồng thời nâng cao trau dồi năng lực chuyên môn và giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống tốt đẹp cho học sinh. Trong thời gian tới, bản thân nguyện tiếp tục phấn đấu hơn nữa để góp một phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, để trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong mãi mãi là địa chỉ giáo dục tin cậy nhất của nhân dân vùng Nam thị xã Ba Đồn. 50 năm phấn đấu trưởng thành, trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong đã thu được nhiều thành tựu trong công tác nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước. Trường đã đào tạo trên 20.000 em học sinh tốt nghiệp, hàng ngàn em học sinh thi đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Hàng ngàn em học sinh đã trưởng thành. Từ mái trường này xa đi, đã có trên 50 người có học vị tiến sĩ, giáo sư, phó giáo sư. Hàng trăm người là lãnh đạo tập đoàn, tổng giám đốc, giám đốc các ngành, các đơn vị, các công ty xí nghiệp, nhà máy. Hàng chục người là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm khoa ở các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. 2 người là trung tướng, 5 người là thiếu tướng, hơn 500 người mang quân hàm cấp tá trong lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam. Đặc biệt có ông Nguyễn Xuân Quang là giáo sư tiến sĩ, được bầu vào Viện Hàn Lâm Khoa học Hoa Kỳ. Ông Hoàng Đăng Quang hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình. Nhiều người là Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy. Hiện nay, nhiều người đã trở thành nhà hoạt động chính trị, nhà quân sự, nhà khoa học, nhà báo, nhà văn, nhà thơ, nhà giáo, luật sư, nhà doanh nghiệp nổi tiếng như Nguyễn Song Phi, Nguyễn Văn Chương, Nguyễn Hữu Cường, Nguyễn Ngọc Tương, Trần Văn Tuân, Đinh Công Hải, Lê Minh Hồng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Yên và nhiều anh chị em khác đã góp phần tôn vinh truyền thống quê hương và truyền thống dạy tốt, học tốt của nhà trường. Tôi là học sinh khóa 70 của nhà trường. Trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ ác liệt, mặc dù ác liệt như vậy, nhưng thầy trò vẫn ra sức học tập, thầy ra thầy, trò ra trò. Và sau này tôi mong muốn được trở thành một giáo viên. Và thực tế tôi đã sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm, tôi đã trở lại mái trường cũ của tôi. Và tôi trong quá trình giảng dạy thì tôi đã phấn đấu hết khả năng của mình và đã đào tạo cho nhà trường rất nhiều học sinh giỏi. Tôi mong muốn rằng nhà trường phát huy truyền thống 50 năm dạy tốt học tốt, tiếp tục đào tạo nhiều thế hệ học sinh của các xã vùng Nam đạt chất lượng cao, xứng đáng với quê hương hiếu học, để các em góp phần xây dựng đất nước quê hương. Năm học 1990-1991,
theo yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo. Trường cấp 3 Nam Quảng Trạch đổi tên thành trường Trung học phổ thông số 2 Quảng Trạch, với quy mô phát triển và yêu cầu mới. Thời kỳ này, trường có 36 lớp với tổng số gần 1.800 học sinh. Với tinh thần gạn đục khơi trong, thực hiện cuộc vận động đổi mới phương pháp dạy học tích cực, lấy học sinh làm trung tâm, Ban giám hiệu nhà trường đã tăng cường chỉ đạo, tìm các biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng giảng dạy. Nhờ đó, số học sinh khá giỏi, học sinh đậu đại học, cao đẳng, giáo viên dạy giỏi được tăng lên qua từng năm. Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh mỗi năm có trên 20 em. Một số em được Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Bình chọn dự thi học sinh giỏi quốc gia. Đặc biệt em Đoàn Thanh Dũng đạt giải quốc gia môn hóa học năm học 2004-2005. Từ năm 2007 đến nay, nhà trường đã có nhiều sáng kiến, kinh nghiệm, nên chất lượng, hiệu quả dạy và học không ngừng được nâng cao. Triển khai mạnh mẽ phong trào đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý nhà trường, chấn chỉnh những tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong nhà trường. Từ khi thực hiện cuộc vận động 2.0, chất lượng dạy học đã tăng nhanh, kết quả thi tốt nghiệp nhiều năm đạt tỷ lệ cao. Tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, lớp 11 và lớp 12 đạt từ 60 đến 70 giải trong mỗi năm học. Nhà trường luôn nằm trong top đầu các trường trung học phổ thông toàn tỉnh. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp liên tục được tổ chức như nấc thang tri thức, rung chuông vàng, chăm sóc di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sĩ, v.v. Từ năm học 2007-2008 đến nay, nhà trường liên tục được công nhận tập thể lao động xuất sắc. Nhiều học sinh thi đỗ hai trường đại học với số điểm rất cao. Đặc biệt, năm học 2011-2012, em học sinh Phạm Thái Sơn đạt số điểm gần tuyệt đối 29,5 điểm, là thủ khoa của trường đại học Y Dược Huế và cũng là thủ khoa toàn quốc. Đây là niềm tự hào của nhà trường và của ngành giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Năm học 2012-2013, nhà trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Đảng bộ đạt danh hiệu tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Trường vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen giai đoạn từ 2009-2010 đến năm học 2011-2012. Tháng 6 năm 2013, nhà trường được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Năm học 2015, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình đã có quyết định đổi tên trường Trung học Phổ thông số 2 Quảng Trạch thành trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong. Đây là vinh dự, tự hào của nhà trường được mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Năm học 2014-2015, trường được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng cờ thi đua xuất sắc, đơn vị dẫn đầu khối Trung học Phổ thông. Đặc biệt, năm 2016, trường được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước tặng cho nhà trường. Chúng ta càng tự hào biết bao về những học sinh của trường một thời xếp bút nghiêng lên đường cầm súng đánh giặc bảo vệ độc lập tự do cho Tổ quốc, góp phần tô đậm truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc, của quê hương. Trong số họ, nay có người trở về với các thầy cô, với bạn bè, với đàn em. Nhưng cũng có nhiều người mãi mãi nằm lại ở chiến trường, nằm lại với Trường Sơn, với cả lời hò hẹn đoàn tụ. Tin chắc rằng, trong ngày vui sum họp hôm nay, các anh cũng về cùng chung vui ôm ấp mái trường Nam của chúng ta. Phát huy truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian sắp tới, nhà trường tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây: nâng cao chất lượng giáo dục, chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, giáo viên và học sinh, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, nâng cao công tác
bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đảm bảo đủ về số lượng, chuyên môn nghiệp vụ vững vàng. Phấn đấu đến năm 2020 có 25% giáo viên đạt trình độ thạc sĩ, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt khuyến học khuyến tài, bồi dưỡng phát hiện học sinh giỏi, học sinh có năng khiếu, phụ đạo học sinh yếu, quan tâm động viên đúng mức đối với học sinh, con chính sách, con mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, tiếp tục thi đua, dạy tốt, học tốt, áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ trong quản lý và giảng dạy, xây dựng nhà trường phát triển toàn diện đáp ứng với sự nghiệp đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay, xứng đáng với mái trường mang tên Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Hát nữa đi, hát đến say mê, ngày tựu trường nào ta cùng hát. Bài hát cũ chẳng cần dạo nhạc, khúc hát trường Nam rực cháy tim mình. Chặng đường 50 năm trường Trung học Phổ thông Lê Hồng Phong đã đạt nhiều thành tích xuất sắc. Những thành tích đó đã khích lệ thầy và trò trong chặng đường đi tới. 50 năm một chặng đường, trường cấp 3 Nam Quảng Trạch đã để lại cái tên rất đỗi thân quen và đầy chịu mến, tự hào trong nhiều thế hệ học sinh và thầy cô giáo. Mái trường ấy đã đi qua một thời trong Mỹ oai hùng. Mái trường ấy gắn liền với sự lớn mạnh không ngừng của đất nước trong thời kỳ đổi mới. Mái trường ấy mãi mãi là niềm tự hào của tất cả chúng ta.